Hello, xin đi đón xin chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Xin Dọn. Trước mặt anh chị đó là con đường Trần Quốc Toản và Hai Bà Trưng. Xưa cái con đường Trần Quốc Toản nó có tên là Nguyễn Đình Chiểu, và cái hướng này thì chúng ta về con đường Công Lý anh chị, băng qua chợ Sĩ Thuốc Lá Tân Định. Và khi mà đứng ở Đa Cao Tân Định thì chúng ta nhớ hai địa điểm, đó là chợ Tân Định và ngôi thánh đường có màu rất đặc biệt, đó là màu hồng. Thì với không khí cuối năm chuẩn bị lễ Giáng sinh thì Sunny cũng muốn mời anh chị chúng ta cùng viếng thăm nhà thờ Tân Định để coi nhà thờ trang trí hang đá như thế nào, và đôi khi những hình ảnh Sài Gòn ngày hôm nay để chúng ta nhìn ngó lại cái không khí đặc biệt trong cái mùa Giáng sinh và chuẩn bị Tết đến anh chị ha. Còn về hướng con đường Hai Bà Trưng này thì chúng ta sẽ tới con đường Trần Quang Khải, một con đường rất là thân quen và cầu kiệu để về Phan Đình Phùng, chợ Phú Nhuận. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngược về hướng quận nhất anh chị ha, và chúng ta sẽ nhìn ngó lại chợ Tân Định, một cái lối kiến trúc từ xưa đến nay của Sài Gòn. Đối với chợ Tân Định thì Sunny sẽ dành những cái ngày mà giáp Tết nguyên đáng đó anh chị, thì Sunny sẽ chia sẻ với anh chị. Hôm nay thì chúng ta nhằm mục đích là chuẩn bị Giáng sinh rồi, còn có vài ngày nữa thôi, thì Sunny cũng muốn bằng tìm những hình ảnh nhà thờ Tân Định để gửi anh chị và các bạn. Rồi, chúng ta nhìn lại chợ Tân Định anh chị ha, trên con đường Hai Bà Trưng. Nói với con đường này thật sự có rất là nhiều kỷ niệm đối với Sunny. Ngày xưa thì ở chợ Cây Quéo, thường thường đi học hoặc đi làm lúc nào cũng đi qua con đường Phan Đình Phùng, Chi Lăng nè, Phan Đình Phùng và Hai Bà Trưng này để về quận nhất đi làm. Thì mấy bên đây thì anh chị cũng biết, đối diện thì bán những cái shop vải để may áo dài rất là nhiều màu sắc. Nói với chợ vải thì chúng ta sẽ nhắc đến chợ vải Sói Kinh Lâm ở khu vực chợ lớn, và khu vực thứ hai là chợ Tân Bình chuyên bán sỉ. Và chúng ta sẽ nhìn lại anh chị ha, chợ Tân Định ngày ấy và bây giờ. Đó, cái hướng về chợ Phú Nhuận, Phan Đình Phùng đó. Xưa kia Phan Đình Phùng có tên là Võ Duy Nguy. Rồi chúng ta đi nha. Và nơi đây có một ngôi trường có kỷ niệm rất nhiều đối với các chị, đó là trường Thiên Phước. Rất là nhiều gam màu. Sorry anh chị, Sunny thường thường cũng ưa liên tiếp về những cái cảnh trí lắm. Sunny sẽ clear một con đường ngang hông chợ Tân Định, và theo con đường này thì chúng ta sẽ thẳng tới Trần Quang Khải, sớm chùa, sớm trại của khu vực Đa Cao Giáng sinh về. Màu sắc này thì không lẫn vào đâu được. Mọi người đang mua sắm những vật trang trí nè, rất là nhiều màu sắc. Hình ảnh này thì muốn cập nhật cho anh chị, ngày xưa thì không biết là bán những cái vật trang trí Giáng sinh thì như thế nào, thì ngày nay là như thế anh chị. Đối với khu vực Đa Cao thì Sunny cũng quay rất là nhiều anh chị, nếu mà anh chị muốn con đường nào nếu mà Sunny có thì sẽ chia sẻ
những video clip đó gửi tới anh chị. Và đây là ngôi trường Thiên Phước anh chị ha. Rồi chúng ta còn vài bước nữa thôi là chúng ta sẽ ghé thăm nhà thờ Tân Định và hy vọng rằng những hình ảnh này để gợi nhớ cho anh chị cái Giáng sinh năm nào mà anh chị đã từng đi ngang hoặc là từng tham gia thánh lễ. Trường Hai Bà Trưng đó, trường Thiên Phước ngày xưa đó anh chị. À, những hình ảnh này để gửi cho anh chị một phần nào đó thôi anh chị ha. Nếu bây giờ trường học thì có bảo vệ, mình không có cái lý do gì để mình vào cái sân rất là khó. Chúng ta sẽ ngắm cái vị phố mấy bên kia. Đôi khi thì cũng thông cảm mấy anh bảo vệ, mấy bữa thì Sinh Y sẽ đi vào cái trường Trần Đại Nghĩa, trường La Santa Pe đó anh chị, có sinh nhưng mà anh bảo vệ cũng rất là nhẹ nhàng nói cũng thông cảm, ban giám hiệu không cho phép, anh cũng thông cảm cho mình một cái lời từ chối mà mình cảm thấy rất là vui lòng, mình phải hiểu cho người khác. Rồi nơi đây thì khách du lịch rất là nhiều, tay ta có đủ, đặc biệt là những anh chị người Nhật, người Hàn Quốc thì một hình ảnh cảm thấy rất là rạo rực cái mùa Giáng sinh về. Rồi chúng ta cùng nhau đi vào thăm nhà thờ ha. Đặc biệt là những chị em thường thường ghé đây để có một cái tấm hình lưu lại kỷ niệm. Đây là những đoàn xe tour của khách du lịch anh chị. Điều này để nói lên ngôi thánh đường này rất là đặc biệt, tất cả các đoàn tour đều ghé đây để tham quan. Và còn một tí nữa thôi thì chúng ta sẽ vào khuôn viên nhà thờ. Đâu đó nó vẫn còn những cái nhà ngày xưa anh chị, trên con đường Hai Bà Trưng này. Đợi chị em chụp hình là xong mình sẽ đi vào anh chị ha. Rồi, ok. Đâu đó thì chúng ta sẽ nghe được tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc. Rồi, chúng ta sẽ vào bên trong mình nhìn lại. Rồi, mời anh chị vào bên trong nhé. Để chúng ta tham quan. No. Dạ sao vậy chú? Và không được tham quan, không được chụp hình. Vậy khi nào mới được? Dạ. Bữa nào? Thứ hai cho tới thứ bảy. Từ 8 giờ tới 12 giờ tới 5 giờ. Dạ rồi. Rõ ràng vậy thôi. Dạ. Rủ vô ngày chủ nhật ngày của bên đạo. Cái người này cứ ấy rồi. Không, tại vì ông họ không hiểu. Thì tôi không nói. Không hiểu. Mới đi. Chú nói tiếng Anh rồi bộ. Còn như vậy cũng quan cố. Tại vì họ du lịch không hiểu. Rồi, cảm ơn anh nha. Để bữa thứ hai đến thứ bảy thì Sinh Y sẽ quay lại gửi anh chị và các bạn. Bữa nay là cái ngày thánh lễ, nó chuẩn bị mình phải tiến dọc cái nội quy. Thì là ngày này cũng có đạo rồi. Dạ. Rồi thứ hai sẽ ghé. Rồi cảm ơn anh nha, anh khỏe. Dạ. Rồi vì cái nội quy nên chính vậy là Sinh Y
chắc cũng chia sẻ một phần này thôi. Hôm nào thì ghé để đi vào bên trong thì nó sẽ chi tiết rõ ràng hơn khu vực nhà thờ. Hôm nay quay đường phố Hai Bà Trưng để chúng ta ngắm về tháp chuông nhà thờ thôi. Bên trong rất là đẹp, Cindy sẽ quay lại vào thứ hai để gửi anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ đi tham quan một đoạn nữa anh chị ha, trên cái con đường Hai Bà Trưng này. Hy vọng rằng con đường Hai Bà Trưng này có thể gửi anh chị. Đôi khi cái gì nó cũng phải có duyên anh chị. Không được hôm nay thì buổi sau để quay. Coi cảnh mua bán cuối năm trên đường Hai Bà Trưng này cũng rất là hay. Đây những cái shop thời trang nè, đây là bán giày đó, rất là nhiều. Xung quanh hai bên thì anh chị thấy quầy thuốc tây, ngân hàng, shop thời trang, bán mỹ phẩm, trà, cà phê, mocha, vân vân trên con đường này. Và còn vài bước nữa thôi là chúng ta sẽ tới một con đường rất là thân quen đó anh chị, đó là con đường Hiền Vương. Nãy anh chị nghe vài lời phát biểu của cái anh bảo vệ, anh cũng chia sẻ rất là rõ ràng. Nhưng mà đôi khi với áp lực công việc, về cuộc sống ai cũng muốn vô chụp hình nên chính vậy anh cũng hơi gay gắt, nên anh chị cũng thông cảm anh chị ha. Trên phía trước mặt anh chị đó là con đường Hiền Vương đó anh chị, nay là Bò Thị Sáu, mà bên kia là công viên Lê Văn Tám, xưa kia là Nghĩa Trang, Mặt Đình Chi. Ngày xưa thì ở góc này thì có bán đồ Giáng sinh rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì không còn. Đây ở khu vực này nè anh chị, nhưng mà bây giờ thì không thấy thôi. Bây giờ Cindy cũng nhân tiện này cũng lang thang một tí gì đó con đường Hiền Vương gửi tới anh chị và các bạn nhé, tí thôi. Cái quầy dọn qua mé bên đây nè. Bán rất là nhiều đồ trang trí anh chị. Đối với đồ trang trí này thì nếu anh chị muốn mua sỉ hoặc là muốn tham quan thì anh chị ghé con đường Hải Thượng Lãng Ông, xưa kia là con đường Khổng Tử ở chợ Kim Biên đó. Rồi nó quyến một con đường rất là dài, chuyên bán đồ trang trí theo mùa. Ví dụ vài ngày nữa thôi thì họ đẩy cái hàng Tết ra, họ bán và dêm cái hàng Giáng sinh đi để năm sau. Ví dụ ngày Tết Nguyên Đán rồi chuẩn bị ngày tình yêu 14 tháng 2 thì thế là họ bán những cái vật dụng trang trí ngày tình yêu. Đối với những cái shop thời trang thì đây là cái ngày sale off bên chị, đại hạ giá. Và có những cái quầy quần áo là xả hàng. Làm được túi với ưu đãi hấp dẫn cho buổi lễ hội này của Avimoda. Mua mỗi 2 triệu, giảm lên 1 triệu. Nghĩa là khi mua sắm mỗi hóa đơn 2 triệu đồng thì lập tức giảm lại 1 triệu đồng. Nhân đây thì Sunny sẽ đi vào một cái địa điểm, đó là trường La San Đức Minh. Để gọi chị có phải là La San Đức Minh không ta? Hình như như nhớ như thế. Đây là những cái nhà cũ ngày xưa, chúng ta nhìn lại con đường Hiền Vương bây giờ thì nó một chiều anh chị, nó từ hướng từ cầu Bóc đổ về, băng qua vùng đất Đa Cao,
đây là cái shop điện thoại Mai Nguyễn, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng bán điện thoại cao cấp. Ở trước mặt anh chị đó là con đường Phạm Ngọc Thạch, xưa như là con đường Duy Tân. Thẳng ra thì anh chị cũng biết ra Hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà Sơn Y cũng sẽ men theo con đường này, để chúng ta sẽ vào một cái xóm hẻm, xóm đạo anh chị ha. Hy vọng rằng đây là một số hình ảnh có thể là anh chị sẽ nhận ra cái ngôi trường ngày xưa mà các anh chị gặp. Video của Sunny thì video trải nghiệm thực tế anh chị, cứ đi như thế nào có sao để vậy. Về thì cũng biên kịch dựng lại, edit lại, chỉ là insert nhạc thôi, cứ lời nói như thế nào vấp váp, là nhiều lúc nói cả lắm thì cứ để anh chị, nó mới là cái sự chân thật, chứ không có gắn ghép một cái gì khác vào. Đây là một cái ngôi trường mà ngày xưa là anh chị đã từng học đây. Má bên phải thì có tay, thì Sunny cũng không muốn clear vào những cái hình ảnh đó, mất hay đi. Trường học ngày xưa 146 võ thị sáng nè, ngôi trường của anh chị đó bây giờ nó cũng vắng vẻ. Sunny sẽ đứng đây thôi anh chị ha. Ở đây có phòng bảo vệ thì Sunny cũng không có thể vào được. Nhìn lia một đoạn ngắn đi, gọi anh chị và các bạn những hình ảnh này, những bức tường, những bậc cầu thang. Sunny sẽ mạo muội đi vào con hẻm kế bên trường. Và hình như là cái clip này Sunny đã thực hiện một lần rồi, hôm nay thực hiện một lần nữa, nhưng cái gì lễ Giáng sinh thì gọi anh chị và các bạn. Các bác đi lễ về mình cứ đi anh chị ha, khi nào bí lối thì thôi, và không biết con đường này dẫn đi đâu thì cứ đi vòng vòng như thế này, gọi anh chị và các bạn một cái thôn sớm sớm đạo ở phía sau nhà thờ Bình Định. Đối với khu vực này anh chị thấy một cái nhìn nhận là rất là yên tĩnh. Thì có nhà có đám nên chính vậy là Sunny cũng có thể băng qua được. Xin cảm ơn anh chị một phần nào đó, chúng ta nhìn con đường Hai Bà Trưng, nhìn lại cái ngôi chợ Tân Định xưa, và đặc biệt ngôi thánh đường, nhà thờ Tân Định trong cái dịp lễ Giáng sinh. Thì để thứ hai thứ ba gì đó Sunny sẽ quay mấy bên trong gọi anh chị và các bạn sau nha anh chị ha. Bây giờ chúng ta đi ra. Ta xin đi thân ái mến chào anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn thật là vui vẻ, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Đây là một cái phần nào đó cập nhật hàng ngày ha, gọi anh chị và các bạn khu vực Tân Định trong cái mùa lễ Giáng sinh, và chúng ta nhìn lại cái ngôi trường mà các anh chị đã từng học ha. Bye bye. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái dịp sau.
trên cung đường lang thang của Sinh Ninh. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị khỏe nha. Sinh Ninh, Tân Ái, Minh Trạng.